30 ngày thực chiến HTML, CSS và JavaScript. Hôm nay sẽ là ngày thứ tư chúng ta sẽ cùng đi qua thử thách này. Đó chính là Image Gallery. Vậy thì chúng ta cùng xem Image Gallery sẽ làm như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ theo phần demo. Ở đây sẽ có 8 bức ảnh. Mỗi bức ảnh thì khi zoom vào, đúng không? Hover vào sẽ được zoom ra. Khi mình ấn vào mỗi bức ảnh thì sẽ bật lên phần gallery này. Bản chất của gallery thì nó sẽ chỉ là một lớp phủ, đúng nhỉ? Và có một tấm ảnh ở giữa. Đấy, bên cạnh thì nó sẽ có những cái nút như là điều khiển, control, như là previous và next. Quan trọng là sẽ có thêm một cái nút nữa là nút close. Ở đây thì mình sẽ thiết kế như là một lớp giống như bài model lần trước, thì mình sẽ có lượng là gallery, gallery, control, đúng không? Và đây là trái phải, cuối cùng là close. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau làm phần này nha. Để thiết kế phần web này thì mình đã chuẩn bị sẵn 3 file và 8 tấm ảnh. Đấy, index HTML và style CSS, app.js. Ở đây mình đã link sẵn vào rồi và đồng thời cũng đã link thêm phần function để chuẩn bị tiện cho việc dùng phần lắp icon vào đây. Ok, đầu tiên ở phần body, đúng không? Thiết kế mình sẽ đầu tiên mình sẽ thiết kế trước là ở đây có một cái body nền, đúng không? Nền màu mình để là da đi. Bên cạnh đó thì ở đây mình thấy là 8 tấm ảnh này thực ra là hiệu ứng nó giống nhau. Vậy thì mình chỉ cần thiết kế một cái tấm ảnh này duy nhất thôi. Khi mà đã hoàn thiện được một tấm ảnh rồi thì tí nữa mình sẽ nhân bản cái tấm ảnh này lên thành 8 cái. Đầu tiên mình sẽ thiết kế ở đây sẽ cho là wrapper. Wrapper chính là khu vực bao lấy cả 8 tấm ảnh này. Đấy. Trong wrapper này thì mình sẽ cho thêm một phần nữa, đó chính là các phần như là image, đúng nhỉ? Các một đại diện cho một tấm ảnh sẽ là image. Bên trong image mình sẽ để là img. Ở đây mình sẽ để demo là tấm ảnh số 1.jpg. Ok, một tấm ảnh này đã xong rồi đúng không nhỉ? Tuy nhiên tấm ảnh này nó khá là to, đúng không? Thì ước lượng đây là 4 tấm ảnh trên cùng một dòng của wrapper thì mình sẽ đặt là tầm này khoảng là 22%, đúng nhỉ? Mình sẽ căn một chút. Sang CSS thì đầu tiên mình sẽ như một thói quen mình margin, mình phải reset tất cả CSS lại. Padding, box sizing, border box. Ok. Tiếp tục mình sẽ trang trí cho phần body. Ok, vậy là chúng ta có màu nền đúng như mong muốn rồi nhỉ. Ok, đến tiếp theo sẽ là phần wrapper. Wrapper này thì mình ước lượng khoảng là 1200 pixel và chiều cao thì mình sẽ để phần tử con tự quyết định. Tiếp theo đó là phần tử này. Đấy, phần tử con, đúng không? Wrapper. Chúng ta có width 1200 pixel này. Đã rồi. Tiếp tục là mình sẽ cho phần tử con nó bé đi một tí thì sẽ đây là img image này có kích thước khoảng là width bằng 22%, tại 4 cái mà đấy, còn thời gian 4 cái thì nó rơi vào tầm khoảng là 88%, còn lại thì sẽ là phần padding bằng margin, đúng không? Image này mình sẽ cho là img như mọi khi, đúng không? Width 100%. Project fit center này. Cover. Ok, ngoài ra thì phần này mình sẽ cho có là border radius khoảng là 4 pixel. Overflow hidden. Rồi. Ở đây chúng ta thấy một cái tấm ảnh đúng không nhỉ? Cái phần nền của chúng ta nó đã bo hết rồi. Tuy nhiên cái phần phần width và phần hai cái phần góc này nó vẫn chưa được bo. Thì từ đó chúng ta sẽ xử lý vấn đề này sau. Bên cạnh đó thì mình sẽ cho hai bằng khoảng 200 pixel vào đây. Tấm ảnh con này thì lập tức nó sẽ được bo lại, đúng không?
Rồi. Tiếp theo thì bây giờ là chúng ta sẽ xử lý cái vấn đề là hover vào thì nó sẽ tự động nó sẽ zoom ra. Ở đây nó sẽ scale ra khoảng là 1.2. Đấy, thì mình sẽ cho một cái đoạn là image. Nếu như mình hover vào image thì img sẽ được zoom ra. Hover vào image thì transform scale khoảng là 1.2 lần. Rồi, à nhưng mà sự kiện của nó khá là nhanh đúng không ạ? Đấy, thế nên là mình sẽ cho transition ở phần này. À, vì image nó scale nên là transition phải là phần image 0.2 hoặc là 0.5s. Rồi. Ok, vậy là chúng ta đã được một phần zoom đúng như là chúng ta mong muốn rồi đúng không nhỉ? Phần này hơi nhanh thì mình có thể đặt là 0.25. Đấy. Tương tự thì chúng ta sẽ nhân bảng 8 cái khối này lên, đúng không? Rồi. Nhân bảng 8 khối này lên. 0.25 đi. Rồi, ở đây mình sẽ nhân bảng lên nha. Để nhân bảng lên mà đỡ bị nhầm lẫn thì chúng ta cần phải có một cái dòng comment. Ở đây là item image, đúng không? Đơn giản thôi. Mình sẽ copy tất cả cái đoạn này vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đúng không nhỉ? Đây là 2, 3 này. Bốn này, năm, ok, vậy là chúng ta đã nhân bản được 8 khối. Tuy nhiên là tất cả các phần này các bạn nhìn thấy là nó hiển thị theo cái chiều hàng ngang và nó thành hai dòng này, thì thực ra mình có thể sử dụng cái tính chất đó là flex, đúng không? Flex và wrap. Đấy, thì làm sao để cho cái thằng wrapper này, ok, mình chỉnh sang đây một chút là được. Display flex, đúng không nha? Flex wrap. Wrap. Rồi. Ở đây có thể mọi người nhìn thấy là cái dòng này nó đang full tại vì mình đang để kích cỡ là 1200 mà. Trong khi mà không phải là 1200 nó sẽ thừa ra một đoạn là như thế này. Đúng không nha? Rồi, vậy thì làm sao để cho cái khối này ra giữa thì đơn giản là phần body của chúng ta cũng được là display flex. Đúng không? Justify content center align item center. Vậy là xong. Rồi, vì khối này nó sẽ là 1200 nên là mình sẽ cho mình không nhất thiết phải cho cái thằng justify content nữa. Margin khoảng là auto là xong. Ok, chúng ta cùng inspect thử nhá. Là lý do tại sao mà phần này chúng ta nó vẫn bị thừa, tại vì cái khối 1200 nó từ đây đến đây thôi. Đấy, mà một cái mẹo nhỏ là khi mà các bạn có thể là cho border vào để nhìn nó căn nó dễ dàng hơn. Đấy, thì ban đầu mình sẽ cho một cái border này, tí nữa mình sẽ xóa đi, solid black. Cái border có tác dụng là sẽ căn dễ dàng. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là vậy là cái khối 1200 của chúng ta ấy, thực tế nó đã cân đối rồi. Còn cái phần này nó đang thừa ra thôi. Vậy thì bản chất của chúng ta đơn giản là cho wrapper này đúng không? Là justify content space between. Rồi. Và hai cái cạn này, hai cái image đúng không? Mình sẽ cho là margin khoảng là trên dưới đi. 20 pixel là 0. Đó, vậy là chúng ta sẽ có một cái khung ảnh như thế này. Đạt đúng như cái yêu cầu mà chúng ta đang mong muốn. Đúng nhá. Rồi, tiếp theo là với cái tấm ảnh như trên thì chúng ta click vào thì nó ra cái này mình sẽ gọi là gallery đó. Nó bản thân của nó chính xác nó chỉ là một lớp phủ màu đen với độ trong suốt là 0.6 đến 0.8 gì đó, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái gallery đó. Thì cái lớp gallery này thì mình sẽ để bên ngoài thằng wrapper gallery đúng không? Rồi, gallery. Trong cái lớp gallery này thì mình sẽ bao gồm là hai một cái inner này, một cái button phải, một button trái, một cái close đúng không?
thì inner nhá, thì mình sẽ cho một cái là gallery inner. Rồi bên trong gallery inner thì bản thân của nó là một cái image thôi, mình sẽ để mẫu một cái image là img4 hoặc là 8 đi .jpeg. Rồi bên cạnh đó sẽ có cái button đúng nhỉ, button này nó chính xác hơn là hai cái div đúng không, thì mình sẽ để là hai cái div này là control. Rồi và thêm cái div này nó sẽ là paris là bên trái đấy đúng không, còn đây là bên phải. Right, tương tự thì mình sẽ cho một cái icon nữa. Thì cái icon này thì lấy ở đâu, lấy ở chính là mình vẫn đã link sẵn cái phong awesome ở trên rồi, bây giờ mình chỉ cần vào phong awesome kiếm phong awesome next đúng không. Rồi đây thì thực ra là nó sẽ là arrow icon đó, thì mình sẽ ghi là arrow right thì xem nó ra phần nào nhá. Chúng ta quay lại phần này thì thực ra là arrow right đúng không, và đây là left này, thì nó sẽ hiển thị ra cho mình những cái tên chính xác của phần function. Thì như thế là mình sẽ tìm kiếm nó dễ dàng hơn, tìm đẹp hơn. Thì cái đây là đúng không, không phải là cái mẫu mà mình đang cần. Đầu tiên mình sẽ tìm cái nút là close đi, close là như mình hôm trước mình đã tìm đó, nó chính là giống như là một cái biểu tượng ở time đúng không. Đấy, ok, đây chính là cái biểu tượng mình đang cần, mình copy vào đây. Rồi mình copy và đơn giản mình ném vào trong phần này, vậy là xong. Tiếp theo mình sẽ cho thêm một cái nữa là arrow right, để xem có gợi ý nào không. Mình sẽ chọn đúng cái mẫu mà chúng ta đang làm nhá. Rồi ở mẫu này thì chúng ta sẽ kéo xuống, à đây, nó sẽ có một cái là Kevin right ở đây, mình sẽ ấn vào đúng nhá, thì mình ấn chọn cái mẫu này. Tương tự, thực ra là cái bên function họ đã thiết kế right rồi thì chắc chắn sẽ có một cái biểu tượng là left, thì mình chỉ cần đổi tên vậy là xong đúng nhá. Đấy, bên này sẽ là right, à bên này mình sẽ đặt tên là next đi đúng không, trên control là next. Tương tự pre thì mình sẽ đặt là left. Rồi chúng ta cùng kiểm định lại xem là chúng ta có đoán đúng không nhá. Rồi, à vậy là biểu tượng này đã lên rồi. Tuy nhiên là cái phần này nó đang ở cùng trên một hàng đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý như nào đây? Cái gallery này bản thân của nó là một cái lớp phủ thôi. Thế mà lớp phủ thì đơn giản như các lần trước thì sẽ là gallery. Gallery ở đây mình sẽ cho là position fixes đúng không? Tại vì nó là lớp phủ toàn màn hình mà. Width 100%, height 100%. Background color thì ở đây mình sẽ là RGB. Ở đây mình sẽ cho là 2 à không, nó là màu đen đúng không? Mình cho là 0.6 đến 0.8 đi. Đó, lớp trong suốt đã được bật lên. Cái lớp trong suốt này đúng nhỉ? Thì làm sao để cho cái tất cả ô này nó ra giữa đúng không? Theo chiều dọc. Thì ở đây đơn giản mình sẽ cho là displayFlex Align Item Center. Ok, mọi tất cả cái phần này nó đã triển khai ra một cách dễ dàng đúng nhá. Đấy, để dễ nhìn hơn đúng không? Để dễ nhìn hơn thì mình tạm thời mình sẽ để cho cái khối này đúng không? Cái khối này mình sẽ cho màu trắng đi, color white, enter. Rồi tất cả các biểu tượng này đã ra màu trắng. Thì với nút close mình sẽ xử lý trước, close thì mình sẽ cho là position fixes. Top mình sẽ cho khoảng là 15 pixel. Đó, tương right thì mình sẽ khoảng là 25 pixel. Đấy. Phông size thì mình sẽ ước tính khoảng là 35 pixel. Rồi chúng ta sẽ xem nhá, tại vì nó ở góc này cơ. À phần close này nó vẫn chưa có. À đơn giản thôi, tại vì phần này mình chưa hề thêm cái nút class cho nó là close.
Ok, vậy là phần này chúng ta đã hiển thị đúng nhỉ? Tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện thêm một phần nữa là cho hai cái button này. Thực tế là button này nó đều nằm ở giữa rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần cho cái phần control này những cái đặc điểm chung thôi. Đấy, ví dụ là cái này mình sẽ cho khoảng là font width, font size là tầm 35 tiếp. Đó. 35 là đủ rồi đúng không? Và màu sắc của họ thì cái màu của bên này ấy, thì mình để ý là cái màu bên này nó nhạt hơn, hầu hết là nó trong suốt. Thì mình sẽ cho là RGBA RGB. Đấy. Thì là 255 là màu trắng đúng không? Và tuy nhiên mình sẽ cho trong suốt thì nó chỉ là 0.8% thôi. 80%. Đấy thì cái màu này nó trở lên trong suốt. Ở đây thì nó sẽ là phải là color. Rồi, thì color này thì lập tức là mình sẽ cho cái khối này nó chuyển sang bên bên tay phải thì mình sẽ có là control pre đúng không? Mọi người để nhớ đây là không có dấu cách, tại vì trang trí theo kiểu này, tức là selector theo kiểu này, tức là một class phải có bao gồm cả control và pre thì nó mới ăn. Đúng không? Hoặc đơn giản các bạn chỉ cần lấy pre thôi cũng được. Ở đây mình sẽ cho là position absolute thì cho cả hai đi, cả hai đều absolute, đều tuân theo cái thằng lớp phủ. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần là left cách khoảng 15 pixel. Đấy, được chưa nhỉ? Thì mình sẽ co vào để cho mọi người nhìn rõ hơn. Là bên này sẽ là right. Mười lăm pixel, right 15 pixel đúng không? Thế đây nó là next. Rồi, thực ra mỗi bên nó là một là các bạn có để cho cái màn hình nó full ra, nhưng mà để được như thế này thì tất nhiên là cái phần này mình sẽ giới hạn cái kích thước của cái thằng inner. Đấy, giới hạn kích thước của thằng inner này thì mình sẽ ghi là gallery inner. Chúng ta sẽ cho là width khoảng là 70%. H 70%. Rồi, nó chưa ra giữa thì đơn giản là margin không auto. Ok, vậy là chúng ta đã có một cái hình ảnh và để cho nó đẹp hơn nữa, đúng không? Thì chúng ta chỉ cần bỏ đi cái phần border ban đầu chúng ta đã set. Đây là một cái mẹo. Đấy, mẹo nhỏ nhỏ để giúp chúng ta nó dễ dàng căn chỉnh cái thuộc tính web của chúng ta hơn. Đúng nha. Ok, vậy thì làm sao để bước tiếp theo thì đơn giản là chúng ta sẽ cần gán sự kiện cho tất cả các button này, đúng không? Ấn ở X thì nó tắt, còn nếu như mà ấn vào đây thì nó sẽ next sang một bên khác. Thì ở đây mình sẽ gắn những button như là button trái phải này, close này, và đồng thời mọi người để ý cho mình một cái là mỗi một lần mình ấn thì nó sẽ chuyển chuyển ảnh này, thì ngay cả cái inner này chúng ta cũng phải gắn DOM. Ok nhỉ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng sang đến phần JS nhá. Ở phần JS này thì mình sẽ bước đầu tiên đúng không nhỉ? Thì muốn để cho cái ảnh này nó ẩn đi đúng không? Nhưng ở đây chúng ta không thể dùng display none, tại vì chúng ta muốn được một cái hiệu ứng nhìn nó mượt, tức là mở ra này nó không phải là nháy. Thì với hiệu ứng mượt thì chúng ta nên để cho nó là opacity là bằng không đúng không? Thì chúng ta phải sửa lại một chút là cái phần gallery của chúng ta là cho opacity bằng không. Ok nhỉ. Tiếp theo thì là nếu như mà opacity của chúng ta bằng không rồi, vậy thì để tránh cái việc mà chúng ta click, tức là vẫn vẫn những cái một số phần ẩn rồi nhưng nó không phải là biến mất, mọi người hình dung nhỉ, thì mình sẽ cho một cái thuộc tính đó chính là pointer event, thì mình sẽ để là none. Khi mà để pointer event bằng none thì đồng nghĩa với việc là cái phần click của lên cái phần gallery nó trở lên nó vô nghĩa. Đấy. Đồng thời chúng ta sẽ xem lại một chút là khi ật vào đây thì nó sẽ hiện tượng là nó tỏa ra, tức là nó từ bé phóng ra to đúng không? Vậy thì ở đây mình ban đầu mình sẽ cho nó là scale, là transform scale khoảng là 0.8. Ok nhỉ? Đấy, ngoài 0.8 ra đúng không? Thì khi tí nữa nó hiển thị lên
hiển thị lên thì nó lập tức nó sẽ trở thành skill 1. Đấy, ba cái thuộc tính này thì mình sẽ gắn vào thuộc tính là hiển thị lên. Mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái thuộc tính hiển thị lên ở đây. Đó chính là show. Thì opacity trái ngược với 0 thì nó sẽ phải là hiển thị 1. Tiếp theo thì thằng này nó sẽ mình sẽ xóa đi bằng auto. Auto tức là nó tự động nó nhận những cái event point từ click đó, và đồng thời cái phần 0 skill 0.8 thì mình sẽ cho về 1 thì hiện tượng nó sẽ tỏa ra. Và đồng thời đúng này mình sẽ cho là transition nó phải là một hiệu ứng khoảng là 0.5 giây. Đấy, để cho nó có một cái sự transition mượt mà. Ở đây là transform, suýt nữa mình sẽ nhầm. Đúng không? Rồi, thì bên dưới mình cũng phải là transform mới đúng. Ok, và suýt nữa thì nhầm một chút. Rồi. Vậy là việc mà chúng ta đơn giản chỉ làm toggle cái class show này cho cái thằng Mondo. Vậy thì đơn giản là mình bắt sự kiện của ba nút này, vậy là xong. Đó. Đầu tiên mình sẽ cho vào đây một cái sự kiện là image bằng document.query selector on, vì đây là lấy số nhiều. Lấy toàn bộ cái ảnh này để tí nữa mình sẽ click gắn sự kiện cho từng cái ảnh một. Đấy thì mình ở đây sẽ là nó nằm ở trong phần gallery, đúng không? Gallery. Gallery. Và bên cạnh là mình sẽ lấy toàn bộ cái thẻ IMG. Đấy, thậm chí ở đây nó không hẳn là gallery mà lấy toàn bộ image nhá. Toàn bộ cái này là toàn bộ image. Và IMG trong image. Rồi, tiếp theo mình sẽ lấy một nút button, tức là nút cái vào sâu đây. Chúng ta sẽ lấy cái ảnh inner này và hai cái button này. Thì ở đây mình sẽ cho là button trái, button phải, đúng không? Thì mình sẽ ghi là pre document.query sector. Đây vì đây chỉ là lấy một thôi. Vậy nên mình sẽ cho là nó chính xác là thẻ A. À thẻ Y, đúng không? Đây rồi. Mình sẽ cho pre vào đây. Tương tự thì chúng ta sẽ có next. Nút close thì chúng ta cũng tương tự thôi. Rất đơn giản phải không nhỉ? Bây giờ chúng ta là close. Bên này mình sẽ cho thuộc tính là close. Rồi, ngoài ra chúng ta vẫn phải lấy được cái khung ảnh ở giữa để thay đổi hình ảnh mỗi lần chúng ta thay đổi click, đúng không? Thì đây sẽ là carry inner. Gọi là gallery. Mình sẽ là img đi, bằng document.query selector. Trong inner này chắc chắn sẽ có một cái img nữa thì mình sẽ để nhai. Rồi. Tiếp tục mình sẽ lấy một cả cái query này luôn đi để tí nữa mình sẽ có thể sử dụng thêm, đúng không? Mình sẽ lấy cả cái query này nữa. Bên cạnh này thì mình chỉ cần lấy thuộc tính query. Gallery, vậy là xong. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ việc đầu tiên là cần phải ấn vào đây để hiển thị, đúng không? Thì mình sẽ gắn sự kiện cho toàn bộ cái nút này. Thì mình sẽ là image.forX. Và trong đây mình sẽ ghi là một cái item, một cái là index, đúng không? Thuộc tính này thì quá căn bản rồi. Ở đây item mình sẽ gắn sự kiện add event listener click, đúng nhỉ? Bên cạnh đó là mình sẽ cho một cái function vào đây. Function này có nhiệm vụ là gì? Function này có nhiệm vụ là khi click vào đây thì lập tức là cái gallery này phải hiển thị lên. Vậy thì cái gallery mình sẽ chọn. Khi đặt tên biến, các bạn chú ý là đặt tên đúng cái mục đích thì việc chúng ta sử dụng nó rất là dễ. Add list, class list, đúng không? .add show. Rồi, và mình thử nha. Rồi, đã show ra, đúng không? Đó. Tuy nhiên cái tấm ảnh nó không thay đổi. Vậy thì làm sao cái tấm ảnh này thay đổi? Đơn giản là mình ấn vào tấm ảnh này, đúng nhỉ? Ấn vào tấm ảnh này thì nó sẽ thực hiện một cái đơn giản thôi. Mình sẽ
Ở đây mình sẽ khai báo một cái vị trí. Vị trí hiện tại mình sẽ có thể là current index. Tức là ban đầu mình sẽ để vị trí mình click nó sẽ bằng 0. Vậy thì mình click vào ảnh nào thì cái vị trí này nó sẽ bằng cái đấy, đúng không nhỉ? Current index bằng với index. Đấy, mình click vào ảnh thứ 3 thì cái index hiện tại sẽ bằng ảnh là số 3, đúng không? Ví dụ là mình đầu tiên này, mình sẽ xếp lại. Đó, khi click vào đây thì current index 0, click vào đây current index bằng 1 và click vào cái cuối cùng current index của mình sẽ bằng 7, đúng không nhỉ? Thì tương tự của chúng ta, đúng không? Thì để hiển thị ra thì rất là đơn giản, chúng ta sẽ cho cái query image đấy chấm src thuộc tính src bằng với image, đúng không? Image này vị trí của current index nó chấm src, vậy là xong. Và chúng ta thử xem nhá, mình đổi lên trước rồi đó mình cho sâu thì nó mới có cái hiệu ứng nó mới đẹp hơn được. Đó, các bạn thấy không? Thì khi mình ấn vào ảnh nào thì lập tức là cái ảnh này sẽ lấy đúng bằng cái tấm ảnh mà mình vừa click, đúng không nhỉ? Cái image này nó sẽ lấy ra được cái tấm ảnh đó và nó sẽ đổ thuộc tính src vào trong cái gallery image. Ok, vậy thì tất cả tấm ảnh này của chúng ta đã được show ra, còn cái nút tắt của chúng ta sẽ cần phải làm như thế nào? Đúng không? Nút tắt thì đơn giản thôi, close chấm add event listener. Click. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cho function. Ở đây thì chúng ta đơn giản là cho query remove show. Vậy là xong nha. Rất đơn giản. Tiếp theo là mình phát hiện ra được một bên này nữa, là khi mà chúng ta close này thì chúng ta thử xem ấn vào bên ngoài nó không hề có một cái thoát ra được, mà chỉ khi mình ấn vào đây thôi. Vậy thì có cách nào để cho nó tiện dụng hơn thì mình nghĩ rằng có thể là cho thêm một cái nút escape, tức là mình ESC ấy thì lập tức là tấm ảnh này nó sẽ thoát ra. Để làm được thế thì mình sẽ bắt sự kiện bàn phím, đúng không? Bắt sự kiện bàn phím thì mình sẽ document add event listener thôi. Add event listener nhưng không phải là click nữa mà nó sẽ là key down. Và trong đây nó sẽ là một function event, đúng không? Đơn giản. Thì tiếp theo đống này thì muốn bắt được cái key code thì chúng ta phải có một cái biểu tượng, một cái param là event. Thì mình sẽ check ở đây, nếu như cái nút tôi ấn, đúng không, key code bằng 27, ở đây 27 có nghĩa là nút escape, thì chúng ta sẽ remove cái show này. Và chúng ta cùng test thử nha. Đây, ấn vào nút này, escape này, thoát luôn. Ấn vào đây này, đấy, cũng thoát được luôn. Vậy là chúng ta đã thành công rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm sao để cho hai cái button này chúng ta next. Thì đơn giản chúng ta mỗi một lần chúng ta ấn vào đây thì đơn giản mình sẽ thay đổi cái current index tăng lên 1. Đơn giản nghĩ là vậy thôi. Và sẽ cho hiển thị lại, tức là mình sẽ cho cái hàm này nó chạy lại một lần nữa. Vì nó chạy ra, nó xảy ra, tức là trong đoạn code của chúng ta nó quá nhiều, tức là nó xuất hiện nhiều lần. Thế nên mình nghĩ ra là làm sao để tối ưu code hơn thì chúng ta sẽ khả năng là viết ra một cái function show, đúng không? Tạo ra một cái function ở đây là function show gallery show. Gallery show, đúng không? Thì ở đây mình sẽ cho một cái function vào đây thì show gallery đi. Thì mình sẽ copy hai phần này vào. Đó, đây là phần hiển thị nhá, display. Đấy, sâu ra. Vậy thì còn phần cộng index thì mình sẽ gắn sự kiện đây là xong. Bây giờ từ cái phần này thì mình sẽ xóa phần này đi, đúng không? Xóa phần này đi, mình sẽ thay bằng show image, show gallery. Vậy là xong. Mình thử nha. Ok, nó vẫn hoạt động bình thường, đúng không? Khá là mượt. Bây giờ mình sẽ code thêm một cái đoạn nữa, đó chính là hai cái nút button pre đó chấm add event listener. Nó chúng ta sẽ bắt sự kiện là click một cái function đây.
nút pre và nút next thì nó khá là giống nhau, đúng nhỉ? Thì chúng ta chỉ cần làm một nút thôi, còn lại thì không, thì nút kia mình chỉ copy là vậy là xong. Đầu tiên chúng ta cần phải xem cái phần mẫu điều gì xảy ra nếu như chúng ta ấn vào nút pre, đúng không? Thì nó sẽ trừ đúng không? Trừ cái current index. Nhưng nếu như mà chúng ta gì à đến không rồi thì lập tức cái đống này nó sẽ biến mất đi, đúng không nhỉ? Đấy, thì bây giờ mình sẽ ghi thêm một cái validate nữa là nếu như mà current index, đúng không, mà trong khi mà nó lớn hơn, vẫn là tức là à tức là thằng này current index mà nó lớn hơn không thì vẫn có thể trừ được. Đấy, trừ đấy, tức là cái đây nó khả năng là hợp pháp, tức là nó sẽ đủ khả năng khả thi, đúng không? Nếu như mà cái số này mà nó vẫn lớn hơn không thì vẫn có cái để cho ta trừ. Đấy rồi, ở đây trừ nữa thì bắt đầu là khi mà ấn thì current index, sau đó mình sẽ show ra, mình sẽ show Gary. Ok, chúng ta sẽ ấn vào đây, chúng ta phải ấn vào cái thằng kia thì nó mới hiệu quả, đúng không? Nó vào thằng này đó, vậy là chúng ta đã chuyển rồi, ok nhỉ, chuyển rồi. Đấy tương tự thì chúng ta cũng ấn vào đây, nhưng mà chuyển về nó đã biến mất chưa? Nó chưa hề biến mất. Vậy thì làm sao cái nút này để đến không rồi đã biến mất? À, đến không biến mất thì đơn giản mình sẽ cho một cái class 2, tương tự với show thì mình sẽ cho 2, display bằng none, đúng nhỉ? Và mình sẽ gắn cái 2 này vào trong cái thằng pre. Đấy, gắn cái 2 này vào trong pre nếu như mà cái index của nó bằng 0, cái current index bằng 0, đúng nhỉ? Ở đây mình sẽ cho một cái nữa. À, thực ra để đơn giản hóa vấn đề thì chúng ta sẽ có thể nhét vào đây phần hiển thị, mà nó liên quan đến phần hiển thị thì chúng ta sẽ cho là pre if nếu như current index của mình mà bằng 0, đúng không? Nếu như mà nó bằng 0 thì pre của chúng ta sẽ class list chấm add2, tức là sẽ ẩn đi. Đấy, còn ngược lại nếu như mà không có gì thì pre của chúng ta sẽ class list chấm remove2, tức là hiển thị. Ok chưa nhỉ? Và chúng ta thử nhé. Ok, bây giờ mình sẽ thử vào đây, ấn vào đây. Đấy, đã biến mất rồi đúng không? Mình lách lên một phát, à chưa làm nút này. Thì trước tiên thì chúng ta phải test thử đã. Ok, vậy là đã thực hiện được và khá là mượt đúng không nhỉ? Tương tự với pre thì chúng ta có next, đơn giản chỉ là copy thôi. Đấy, nhưng tuy nhiên thì cái phần này logic chúng ta phải sửa lại một chút là current index của chúng ta không phải là lớn không nữa. Nếu như trường hợp mà nhỏ hơn, vẫn còn nhỏ hơn là image.lang trừ 1 thì cái số này vẫn có thể cộng được tiếp. Đấy, cộng thoải mái cho đến khi là gì? Nhỏ hơn thằng này, đúng nhỉ? Và trong trường hợp mà chúng ta muốn hiển thị thằng này cũng biến mất, nếu như nó ở mức tối đa thì mình sẽ là bằng image.lang trừ 1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Nó vẫn hiển thị. À, thằng này mình đang sửa lại là nó phải là gì? Nó phải là next. Ở dưới đây cũng phải là next, đúng nhỉ? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử test lại. Ok, mượt không nhỉ? Khá là mượt đúng không nhỉ? Rồi, ok. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong đấy phần Gary. Đấy, thực ra là chúng ta chỉ cần nắm được cái những cái lý thuyết gọi DOM, tương tác DOM và có một cái thuật toán hiệu quả là được. Và một điều quan trọng nữa trong bài toán này chính là phần cốt lõi. Đó chính là cách mà chúng ta sẽ cần phải tối ưu hóa cái đoạn cốt của chúng ta và phân chia những bài toán nhỏ ra. Đấy. Thì như vậy chúng ta có thể dễ dàng tách biệt logic và không bị nhầm lẫn. Ok không ạ? Rồi, trong bài này thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn làm về Gary. Ở thử thách tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngày thứ 5, đó chính là tìm hiểu về search box. Ok, video này thì mình xin dừng tại đây. Xin chào mọi người.